Màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống căn biệt thự lớn. Không gian im lặng càng khiến biệt thự tăng thêm phần âm u tịch mịch. Phượng liếc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Lại liếc sang bàn ăn nguội lạnh, không biết đã được cô hâm nóng bao nhiêu lần, khẽ thở dài. Đã nửa tháng nay, Dương luôn về trễ như vậy. Khi về trên người đều nồng nặc mùi rượu. Vết son đỏ tới nhức mắt hằn trên cổ áo sơ mi của anh khiến cho lòng Phượng đau nhói. Cô luôn lờ đi, hết dìu anh vào nhà lại giúp anh pha canh giải rượu. Hôm nay có lẽ anh cũng sẽ uống say. Phượng nghĩ chắc cô nên pha trước cho anh vậy. Vừa định đứng lên đã nghe thấy tiếng cạch cửa. Phượng vội vàng chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến đáy lòng Phượng như vỡ vụn. Dương ôm eo một người phụ nữ tiến vào. Vừa nhìn thấy Phượng, ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như cũ. Người phụ nữ bên cạnh đi sát thân hình nóng bỏng của mình vào anh, cất giọng eo lạ. Dương, kia là ai vậy? Người làm của nhà anh sao? Dương nhìn Phượng, khóe môi cong lên. Anh không hề phủ nhận mối quan hệ của hai người mà nói. Đó là vợ của anh. Phượng lặng đi, thấy người phụ nữ kia khẽ cười, gương mặt trang điểm tinh xảo lộ ra vẻ coi thường, nhưng giọng điệu lại hết sức vô tội. Là Dương phu nhân đó. Dương, anh làm như vậy có phải là không đúng rồi không? Người ta tưởng anh chỉ có mình em thôi. Phượng không muốn lại tiếp tục ở đây nghe những lời này, cô quay người muốn trở về phòng ngủ. Dừng lại. Giọng của Dương không nhanh không chậm cất lên, thanh âm có chút mệt mỏi, có lẽ do uống quá nhiều rượu. Phượng quả nhiên không thể bỏ mặc anh, cô quay người nhìn anh. Dương nhìn sang mâm cơm được Phượng đã đậy lại, nghiêng đầu nói thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh gì đó. Chỉ thấy cô ta bày ra bộ mặt phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn ấm ức rời đi. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Dương không nói gì đi thẳng tới phòng ăn, ngồi xuống trước mâm cơm, cầm đũa muốn ăn. Khoan đã, cơm vẫn chưa... Phượng như nhớ ra gì đó, vội vàng lên tiếng nhưng không kịp nữa. Dương đã gắp thức ăn cho vào miệng. Phượng mím môi, lặng lẽ pha cho anh bát canh giải rượu. Lúc mang ra, Dương đã dùng xong bữa. Anh ngẩng đầu nhìn bát canh, không nói một lời, ngửa cổ uống cạn, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. Phượng cười bất lực, anh luôn kiệm lời như vậy, giữa bọn họ trước giờ đều ít giao tiếp bằng lời nói. Phượng đôi khi chỉ cần nhìn qua ánh mắt của anh cũng đã hiểu anh vốn không cần một người vợ như cô. Nhưng mà biết sao đây, tuy rằng người đàn ông ấy lạnh lùng tới mức đau lòng, thậm chí một ánh nhìn ấm áp dành cho Phượng anh cũng chưa từng cho cô. Vậy mà cô vẫn không thể khống chế được bản thân rơi vào tình yêu với anh. Phượng dọn dẹp đồ ăn, sau đó đi vào phòng ngủ. Dương nằm trên giường, quay lưng lại với cô. Trên người anh vẫn mặc áo sơ mi cùng với quần âu tối màu khi nãy, ngay cả giày cũng chưa cởi ra. Phượng đi tới, nghe thấy tiếng thở đều, nghĩ rằng anh đã mệt ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng cúi người giúp anh cởi giày, giúp anh nới lỏng cà vạt, đưa tay nâng gáy muốn điều chỉnh gối giúp anh nằm thoải mái hơn. Ai ngờ cánh tay vừa đưa ra đã bị ai đó nắm chặt lại. Dương từ từ mở mắt, trong con người là lãnh đạm cùng với mệt mỏi. Đối diện với gương mặt tuấn mỹ kia, ở khoảng cách gần như vậy, Phượng giật mình, hai má nhất thời phiếm hồng, vội vã lên tiếng giải thích. Em chỉ muốn giúp anh chỉnh lại gối một chút thôi, để anh... Phượng, lẽ nào cô không rõ mối quan hệ của chúng ta hay sao? Giọng nói lạnh lùng của Dương khẽ chuyển tới cắt ngang lời nói của Phượng, khiến cho cô nhất thời cứng người, sau đó cũng như hiểu ra vấn đề. Phượng dùng sức vùng ra khỏi cánh tay của anh, đứng thẳng người. Dương day day thái dương, cổ họng khô rát khiến anh không nhịn được khẽ ho lên vài tiếng. Phượng quay người, một lúc sau quay lại với cốc nước ấm đặt lên bàn. Anh uống rồi nghỉ đi, rượu nếu có thể hạn chế thì nên hạn chế một chút, không tốt cho dạ dày của anh đâu. Cô chỉ nói vậy rồi quay người đi ra ngoài. Đột nhiên cánh tay bị Dương tóm lấy, một lực không quá mạnh, nhưng vì Phượng không đề phòng nên cả người bị anh kéo lại đặt lên giường. Dưới lưng là đệm ấm áp còn hơi ấm từ anh. Người đàn ông phía trên ánh mắt nheo lại nhìn thẳng vào cô. Dương hừ lạnh. Phượng, có phải cô đang nhập vai quá sâu rồi không? Phượng như bị nhấn chìm vào đôi mắt đen láy sâu như đáy hồ của anh. Cô vô thức vươn tay vuốt ve gò má của anh, hơi đau lòng cười khổ. Dương, lẽ nào tiếp nhận em khiến anh khó chịu như vậy sao? Dương nhếch môi, gương mặt đẹp như tạc tượng lại cúi xuống sát mặt cô, cơ hồ đem hơi thở hai người hòa vào làm một. Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là chán ghét.
Diệp thị có được như ngày hôm nay không phải là do ý tốt của Kim thị hay sao? Cô bảo tôi nên tiếp nhận cô như thế nào đây? Phượng cúi đầu, cố ngăn nước mắt lăn dài, cô khẽ cất giọng. Nếu không vì cuộc hôn nhân chính trị này, vậy anh liệu có thể... Không thể. Phượng chưa nói hết câu đã bị Dương lạnh nhạt cắt lời. Anh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt, xem ra anh không định ở nhà đêm nay. Phượng cũng ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường quen thuộc, mang theo hơi ấm của anh. Cô hít một hơi, bàn tay khẽ nắm chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng từ tốn nói ra mấy chữ. Nếu vậy, chi bằng chúng ta ly hôn đi. Câu nói của Phượng dường như đã phải đè nén rất lâu, nên giọng cô có phần run rẩy. Không biết có phải do điều hòa trong phòng để nhiệt độ hơi lạnh hay không, mà Dương cũng đột nhiên cảm thấy cơ thể anh hơi run lên. Không nghe được lời đáp trả của anh, Phượng không mong cầu anh phản đối. Cô biết anh chờ mong ngày cô từ bỏ cuộc hôn nhân này tới nhường nào. Nếu như vậy, cô sẽ thành toàn cho anh. Giấy ly hôn em đã ký để trong ngăn kéo kia. Anh ký đi rồi chờ ngày chúng ta ra tòa. Như nhớ ra điều gì đó, Phượng nói thêm. Anh đừng lo, Diệp thị vẫn được Kim thị giúp đỡ, cho nên anh không cần lo ký đơn sẽ ảnh hưởng tới công ty đâu. Vì cô cũng không phải là một người tàn nhẫn như anh nghĩ. Dương ngồi im lìm trong một góc, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên tấm lưng rộng vững chắc của anh. Phượng đã nhiều lần tưởng tượng người đàn ông này sẽ vì cô mà dang rộng vòng tay, sẽ vì cô mà trở nên ấm áp, dịu dàng. Nhưng hóa ra tất cả đều là vọng tưởng không có thực. Được. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói nhàn nhạt của Dương từ từ truyền đến. Tuy là đã lường trước được anh sẽ đồng ý, nhưng Phượng vẫn không kiềm chế được nước mắt của mình, khiến nó trong vô thức đã lăn dài trên gò má trắng bệch của cô. Cô sao vậy? Sao phải khóc chứ? Dù sao mọi thứ cũng chỉ là mình cô đa tình thôi mà. Phượng, mày phải tỉnh táo lên. Anh ấy đã không muốn bên mày nữa rồi, mày nên tha cho anh ấy rồi. Tối nay chúng ta ngủ chung đi, một lần cuối cùng được không? Phượng cười khổ. Thôi nào, hãy cho cô được thỏa mãn lần cuối đi, có được không? Chỉ thấy người kia không đáp lại, nhưng anh lại đứng dậy, mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm. Vậy là anh đã đồng ý. Phượng nhẹ nhàng gỡ chăn chui lên giường, nằm vào vị trí khi nãy còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô vùi đầu vào gối, dùng hết mọi giác quan để thu lại hết tất cả thuộc về anh vào trong lòng. Vì hết đêm nay thôi, cô sẽ chẳng thể tiếp tục được bên anh nữa. Tiếng nức nở dồn nén khẽ bật ra từng hồi thổn thức. Nước mắt của Phượng trút ra như chân trâu đứt đoạn. Dương, sao anh tàn nhẫn tới như vậy? Em chỉ là mong cầu một chút tình cảm từ anh thôi. Anh cũng không thể cho em hay sao? Kim thị vực dậy Diệp thị, mối liên hôn này tuy rằng chỉ là một hình thức, nhưng chúng ta cũng có thể vì thế mà bên nhau hạnh phúc, không phải sao? Tại sao? Tại sao anh lại không thể yêu em chứ? Dương tắm xong ra ngoài đã thấy người phụ nữ kia co mình nằm gọn trong chăn. Thân hình cô nhỏ nhắn được bọc kín bên trong lớp chăn trắng muốt, chỉ lộ ra cái đầu. Anh đi tới phát hiện cô đã ngủ say. Trên gương mặt còn vương nước mắt, dưới gối đã ướt đẫm một mảng. Dương đáy lòng hơi run lên một khắc. Chỉ một khắc thôi đã liền bị anh áp chế. Dương nằm xuống bên cạnh. Phượng vẫn chưa tỉnh, nhưng cô theo bản năng tìm kiếm sự ấm áp, giống như một chú mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi, sợ hãi vùi đầu vào lồng ngực của anh. Dương khựng lại, định đẩy cô ra, nhưng cúi người đã ngỡ ngàng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Dương mới thật sự có dịp quan sát kỹ gương mặt của Phượng. Cô không phải là kiểu xinh đẹp quyến rũ như những người phụ nữ xung quanh anh. Trên người cô chỉ mang một dáng vẻ dịu dàng tới mức yếu ớt, thật sự khiến người ta không thể không thương cảm. Dương vô thức đưa tay gạt đi nước mắt cho Phượng, lại bị sự mềm mại ở gò má kia làm cho ngây ngẩn. Anh hơi giật mình phát giác ra, từ lúc nào anh lại đối với cô có những suy nghĩ như vậy. Dương thu lại cảm giác, nhắm mắt lại. Phượng vòng tay qua eo anh, khẽ siết lại, ánh mắt từ từ mở ra, nhìn về phía người đàn ông kia, mỉm cười. Thì ra, anh cũng không ghét cô quá nhỉ. Do tác dụng phụ của rượu, Dương ngủ li bì tới trưa, tỉnh dậy đã không còn thấy Phượng bên cạnh. Anh ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bời, bóp nhẹ thái dương, rời giường đi vào nhà tắm. Trên kệ chỉ có một vài món đồ của anh dùng chiếc bàn chải nằm cô độc. Dương nhớ trước đây Phượng luôn thích trang trí kệ phòng tắm hết sức cầu kỳ, từ đồ chăm sóc da mặt, sữa dưỡng ẩm, mặt nạ cho tới dưỡng da toàn thân đều được cô xếp ngăn nắp. Hiện tại chỉ còn có đồ của anh.
Dương cười tự giễu, bản thân anh có phải cũng đang nhập vai hơi sâu rồi không? Anh có quyền gì mà nhớ tới trước đây cơ chứ? Người phụ nữ ấy là do chính anh đẩy đi cơ mà. Dương cầm lên xem, khóe môi nở nụ cười cay đắng. Dương, đói rồi phải không? Em biết anh đang chuẩn bị mặc đồ ra ngoài ăn. Đừng ăn bên ngoài nhiều, dạ dày anh vốn không tốt. Em đã nấu mấy món anh thích rồi đó. Anh hãy hâm lại rồi ăn đi nhé. Còn có cả thuốc xả dày trong ngăn kéo nữa, nhớ uống nha. Về sau không có em ở cạnh, anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Tạm biệt. Người phụ nữ phiền phức này cho tới giờ vẫn luôn thích xen vào cuộc sống của anh như vậy. Không biết từ lúc nào mảnh giấy kia đã bị anh vò nát vứt vào sọt rác. 2 năm sau, Diệp thị ngày một lớn mạnh. Kim thị cư nhiên không còn là cổ đông nâng đỡ duy nhất tồn tại. Hơn nữa, sau rạn nứt hôn nhân của Dương và Phượng, mối liên kết giữa Kim thị và Diệp thị cũng ngày một trở nên rời rạc. Dương ngồi ở vị trí giám đốc, từng bước qua Diệp thị đi vào khuôn khổ, từng bước lấy lại uy danh và chỗ đứng vững mạnh trong giới kinh doanh. Nhưng không ai biết rằng trong lòng anh vẫn còn hình bóng khó quên, khiến anh đêm nào cũng không thể ngủ yên giấc. Đã 2 năm rồi anh không gặp lại Phượng. Người nhà của Phượng không rút cổ đông khỏi Diệp thị, nhưng cũng không tiết lộ bất cứ thông tin gì về Phượng cho anh biết. Dương cũng nào có cái quyền gì để tìm kiếm cô. Dường như cô gái nhỏ đã từng ở bên anh 1 năm trời ấy đã hoàn toàn biến mất rồi. Tổng giám đốc Dương. Một giọng nữ mềm mại trong veo đánh thức anh trở về thực tại. Đó là thư ký của Dương, Vương Nhã. Vương Nhã đi tới, đặt lên bàn một ly cà phê nóng, hơi đau lòng nhìn anh nói. Tổng giám đốc, anh đã không ăn gì từ sáng tới giờ rồi, nếu còn như vậy thì sẽ ốm đó. Dương mệt mỏi vùi đầu vào 2 lòng bàn tay, che đi gương mặt hơi tiểu tụy. Anh nhẹ nhàng vất tay ra hiệu cho Vương Nhã ra ngoài. Vương Nhã là thư ký cho anh cũng đã gần 2 năm nay. Nhìn anh uy nghi cao lãnh, khí chất lạnh lùng, xung quanh chưa từng thấy xuất hiện thêm một bóng nữ nhân nào. Nhưng không hiểu vì sao, Vương Nhã luôn cảm nhận được người đàn ông này đang nhớ về một cô gái nào đó. Sau khi Vương Nhã rời đi, Dương liếc nhìn ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, khẽ cười khổ. Nếu là cô ấy, nhất định cô ấy sẽ không cho anh uống. Nhiều cà phê hại tới sức khỏe như thế này. Dương nhấp miệng, cảm thấy vị đắng kia dường như đã lan ra toàn thân anh rồi. Anh khẽ thở dài, đặt ly cà phê kia xuống cười bất lực. Vẫn là nên hạn chế một chút thì hơn. Để nâng cao tầm phát triển ra xa hơn ngoài thị trường, Diệp thị bắt tay với rất nhiều đối tác trên toàn quốc. Lần này, Dương quyết định mở một buổi tiệc gặp mặt giữa các doanh nhân, ông chủ, những nhà đầu tư lớn với mong muốn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị cùng nhau phát triển. Cũng một phần mong muốn Diệp thị có thể đứng ngày một vững hơn. Buổi tiệc diễn ra sôi nổi, rất nhiều những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh đều góp mặt chung vui. Dương đã sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa, anh cầm ly rượu vang, lần lượt chúc mừng từng người. Bản thân Dương là một người tửu lượng cực kỳ tốt, nhưng vì dạ dày không tốt nên 2 năm nay anh đã hạn chế tiếp rượu quá đà. Uống được vài ly, anh liền lịch sự để các vị khách thoải mái thưởng thức, còn mình thì lặng lẽ lách qua đoàn người ra ngoài ban công hóng gió. Cơn gió dịu nhẹ của mùa thu quét qua gò má tuấn mỹ, khiến cho Dương dường như thoải mái hơn một chút. Anh cúi đầu, tầm mắt rơi xuống những đóa hoa cúc vàng được trồng tinh xảo trong mấy bồn cây ngoài sảnh nghỉ ngơi của khách sạn. Chỗ này chỉ có một vài vị khách hình như cũng không thích ồn ào, liền tìm mấy chỗ thoáng gió ngồi nghỉ ngơi. Dương đảo mắt, đột nhiên cả người như chấn động. Ở một góc nhỏ có một cô gái khoác trên mình chiếc đầm màu trắng tinh khiết, dáng người nhỏ nhắn, đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra dưới tà váy như ẩn như hiện. Cô gái kia đang quay lưng lại với anh nên Dương không thể nhìn rõ mặt cô, nhưng dáng người quen thuộc đó còn có mái tóc đen dài luôn cột nhẹ sau gáy. Phượng. Dương lao nhanh xuống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đã đi ra tới vườn hoa bên ngoài khách sạn. Phượng cảm thấy những bữa tiệc như thế này thực sự khiến cô rất bức bối. Nhưng mà biết làm sao đây? Lục Thiếu đã có lời mời, cô khó lòng mà từ chối. Đang dạo bước ở ngoài vườn hoa, đột nhiên phía bụi cây có một sinh vật lạ lao ra. Phượng bất ngờ, sợ hãi lùi lại mấy bước, liền bị vấp phải hòn đá. Ngay khi cô đã tưởng tượng sẵn ra viễn cảnh bản thân ngã tới sưng đầu mẻ trán, thì cả người cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Phượng bị người kia ôm vào lòng, đầu cô tựa vào lồng ngực người đó. Nhưng Phượng vẫn có thể liếc nhìn qua vật thể kia, là một con ếch
Trời ạ, làm cô hết hồn. Phát giác người trước mặt là một người đàn ông cao lớn, còn có... Người ấy hình như vẫn đang giữ chặt lấy cô không buông. Phượng rơi vào ngượng ngùng. Vị tiên sinh này, anh có thể buông tôi ra được không vậy? Dương cảm nhận sự mềm mại của người trong lòng. Anh thủ thỉ gọi tên cô, cái tên mà anh đã ấp ủ suốt 2 năm. Phượng. Phượng làm sao có thể quên được giọng nói kia cơ chứ? Người đàn ông đã ruồng bỏ cô. Phượng dùng sức đẩy anh ra, đối diện với gương mặt hơi tiều tụy kia. Cô hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức đã kịp thu lại biểu cảm. Cô quay đầu lạnh lùng cất giọng. Phượng là ai vậy? Xin lỗi Tổng Giám Đốc Dương, nhận lầm người rồi ạ. Dương ngỡ ngàng khi cô từ chối mối quan hệ quen biết giữa hai người. Nhưng anh cũng không tức giận. Anh đứng thẳng người, nhìn kỹ Phượng lại một lần nữa. Hình như cô đã thay đổi, không còn nhìn anh như xưa nữa. Còn có trên người cô không còn khiến anh cảm thấy chán ghét nữa. Thay vào đó là một sự nhung nhớ mà anh không thể hiểu được. Phượng nhìn tới mức mặt đỏ tía tai, cô quay người muốn rời đi, cổ tay lập tức bị Dương giữ lại. Anh nhàn nhạt buông lời. Phượng, 2 năm không gặp, lẽ nào em không có gì muốn nói sao? Câu nói kia như bật ra trong vô thức chưa hề qua gọt giũa. Dương đang âm thầm giễu cợt chính mình ngu ngốc. Năm đó chính là anh đẩy cô đi. Giờ anh còn đòi hỏi cô nhớ nhung về anh. Có phải anh khốn nạn lắm đúng không? Phượng cười lạnh. Dương, anh có biết bản thân mình vừa nói cái gì không? Anh có tư cách gì để hỏi tôi câu đó sao? Phải rồi, anh đúng là không có tư cách đó. Nhưng mà một Phượng như thế này thật sự khiến anh có chút không quen. Dương không muốn che giấu nữa. Anh cười khổ nhìn Phượng, giọng nói mang theo sự hối hận và cô đơn. Phượng, anh xin lỗi, anh sai rồi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không? Phượng không ngờ rằng anh lại hạ mình thừa nhận lỗi lầm nhanh như vậy. Trái tim ngủ yên của cô như bị khơi dậy. Phượng mỉm cười chua xót. Xin lỗi Dương Tổng, tôi sắp đính hôn rồi. Câu nói của Phượng như sét đánh ngang tai. Dương dường như chưa tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Giọng anh khẽ run lên. Em mới nói cái gì? Lặp lại cho tôi nghe. Phượng cũng không phủ nhận, từng câu từng chữ rõ ràng giống như một chiếc kéo sắc bén cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa cô và anh. Dương Tổng, anh nghe cho rõ đây. Phượng tôi sắp đính hôn rồi, chuyện của chúng ta hay là bỏ đi thôi. Phượng vừa nói xong cũng cảm thấy nực cười. Cô nở nụ cười mang theo chút giễu cợt trong câu đó. À, chuyện của chúng ta vốn đã bỏ đi từ lâu rồi mà. Dương sững sờ nhìn cô. Phượng nhận ra sự thẫn thờ cùng với tuyệt vọng trong mắt anh. Lòng cô chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Phượng không hiểu vì sao đã 2 năm trôi qua nhưng gương mặt kia vẫn luôn khiến cô mất bình tĩnh như vậy. Phượng, em đang làm gì ngoài này vậy? Phía sau truyền đến thanh âm ấm áp của một người đàn ông. Dương quay đầu đã thấy người kia đi tới bên cạnh Phượng. Tự nhiên vòng tay qua eo cô siết lại gần mình. Phượng hơi mất tự nhiên nhưng cũng không đẩy người đàn ông kia ra, nhỏ giọng nói. Chỉ là gặp được một người quen cũ thôi. Người đàn ông này quay sang nhìn Dương, kinh ngạc mỉm cười, vươn tay muốn bắt tay anh, giọng điệu hết sức hào sảng. Thì ra, Dương Tổng và vợ chưa cưới của tôi từng quen biết sao, thật là trùng hợp. Dương nheo mắt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, siết mạnh. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, rành mạch, từng câu từng chữ như muốn đem đối phương ra xé thành trăm mảnh. Tôi là chồng cũ của Phượng. Câu nói kia tựa như một con dao kề vào cổ người trước mặt. Tính uy hiếp dường như có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Nhưng người kia lại chẳng hề bị câu nói của anh uy hiếp, chỉ cười xã giao giới thiệu bản thân. Thì ra là chồng cũ của Phượng. Tôi chưa từng nghe cô ấy kể về chồng cũ của mình. Thật không ngờ lại là Dương Tổng uy danh đừng đấy này sao. Tôi là Phong, sẽ và chắc chắn sẽ trở thành chồng tương lai của Phượng. Trong câu nói đầy sự khiêu khích, Dương nét mặt ngưng đọng, con người lạnh tới mức Phượng phải run lên. Cô vội vàng xen vào cắt đứt cuộc trò chuyện đầy sát khí kia. Tôi và anh ấy có chút chuyện, sau này có dịp sẽ gặp lại. Phượng kéo tay Phong muốn rời đi, cổ tay lại bị Dương giữ lại. Anh nhìn chằm chằm vào Phượng, khiến cô nhất thời không biết phản ứng sao, gương mặt thoáng đỏ lên. Phong cười lạnh, trực tiếp gỡ cánh tay đang giữ cổ tay của Phượng ra, nhìn Dương và nói. Dương Tổng, phiền anh giữ giới hạn, cô ấy đã là người của tôi. Nói xong, anh kéo Phượng rời đi, bỏ lại Dương đứng một mình. Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, trái tim đau như bị ai đó bóp nghẹt. Thì ra, người phụ nữ anh đã đánh mất,
người con gái anh nhung nhớ trong lòng suốt 2 năm lại thật sự sắp trở thành của người khác. Phượng của tôi ơi, sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế này chứ? Phượng bĩu môi, cái miệng nhỏ không nhịn được chu lên. Còn không phải là ai đó đẩy em vào tình thế khó giải quyết này sao? Nếu hôm nay anh không lôi em theo để mà dẹp mấy cái bóng hồng của anh thì em cũng không phải rơi vào khó khăn như vậy. Phong cả người bừng bừng lửa giận, rõ ràng không thể cãi nổi Phượng. Anh vừa lái xe vừa hỏi cô đầy nghi hoặc. Nhưng mà sao em phải nói dối? Rõ ràng 2 năm nay tới bạn trai em còn không có, lấy đâu ra chồng sắp cưới? Chẳng phải là anh đó sao? Phong giờ khóc giờ cười, lại nghe Phượng nói tiếp, giọng nói đã trầm hẳn xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa kính ngắm xe cộ đi lướt qua. Dù sao thì em và anh ấy cũng đã là quá khứ rồi, em thật sự không muốn trở về như trước đây nữa, như hiện tại là đủ rồi. Chuyện trước đây của Phượng, Phong cũng không nghe cô kể dù chỉ một thông tin nhỏ, cho nên anh nghĩ chắc chắn cô đã bị người đàn ông tên Dương kia làm cho tổn thương rất nhiều. Phong không nói nữa, chuyên tâm lái xe. Bữa tiệc sinh nhật Phong được tổ chức tại quán bar Phong Tình. Đây là nơi tụ họp của rất nhiều công tử nhà giàu, còn có những người máu mặt trong giới giải trí cũng thường xuyên ghé lại uống rượu nghe nhạc, còn có dịch vụ ngầm. Phong bao hết một phòng VIP rộng lớn để mời bạn bè thân thiết tới dự, trong đó có cả Phượng. Không nói cũng biết Phượng một mực từ chối anh như thế nào. Nhưng người đàn ông này dính cô như keo, nói nếu cô không theo anh tới đó sẽ nói cho Dương biết rằng Phượng lừa anh, Phượng chưa có chồng, Phượng vẫn còn độc thân. Phượng ngồi một góc phía xa, chỉ mong mọi người bớt lờ cô đi, nhưng cuối cùng vẫn bị những lượt chuốc rượu làm cho say mềm. Phượng cảm thấy trời đất sắp đảo lộn tới nơi rồi. Cô vội vã tìm lối ra, muốn đi vào nhà vệ sinh. Mò mãi mới thấy cánh cửa ra vào. Cô đẩy cửa thoát ra, ngăn cách bản thân hoàn toàn với những tiếng huyên náo bên trong. Phượng thở phào một hơi. Chết tiệt, uống hơi quá chén rồi, giờ mắt mũi cũng không phân biệt nổi hướng đi nữa. Cô đảo mắt thấy cánh cửa căn phòng phía xa đang khép hờ, nghĩ sẽ tới đó hỏi đường, cô liền đi tới đẩy cửa tiến vào. Không gian bên trong rất tối, chỉ có một chút ánh đèn neon màu xanh đỏ rơi quanh căn phòng. Phượng loạng choạng, mắt muốn tìm phương hướng có người, liền thấy quả nhiên trên ghế có ai đó đang ngồi. Anh ta ngồi chìm trong bóng tối, nơi ánh đèn kia không chiếu tới. Phượng chưa thể rõ gương mặt kia là ai. Cô đánh bạo đi tới, cái miệng nhỏ cuối cùng cũng chịu cất lên, thanh âm ủy mị đầy mệt mỏi. Xin hỏi, có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không? Người đàn ông kia im lặng, Phượng tưởng do cô nói hơi bé nên anh ta chưa nghe rõ, liền tiếp tục tiến thêm mấy bước. Bước chân cô đánh chéo vào nhau, loạng choạng, cuối cùng không cẩn thận ngã nhào về phía trước, cả người rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ. Phượng khẽ nấc lên một tiếng, cảm thấy lồng ngực người này cũng thật ấm áp nha. Phượng theo bản năng vùi đầu vào hơi ấm kia, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng người đó, một giọng nói đầy hứng thú vang lên trên đỉnh đầu. Phượng, em đang cố ý khiêu khích tôi có đúng không? Giọng nói trầm khàn mang hơi thở cường hãn luẩn quẩn quanh tai Phượng, khiến cho cô đang trong cơn say xỉn cũng không thể không tỉnh táo ra vài phần. Phượng trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên Phong đáng ghét kia. Anh ta mời cô tới tiệc sinh nhật cũng không bảo bạn bè ít chuốc rượu cô thôi, mặc kệ họ lôi kéo Phượng tới mức đầu óc không còn một chút tỉnh táo nào, cơ thể cũng mềm nhũn không thể kiểm soát. Giờ thì hay rồi, thỏ con rơi vào hang cọp, làm sao cô có thể thoát thân với chút hơi tàn này đây. Dương thoải mái hưởng thụ sự mềm mại trước mặt, cánh tay không nhịn được vòng qua eo của Phượng, kéo cô lại gần mình. Phượng mềm nhũn cả người, đầu óc mơ hồ thấy được gương mặt quen thuộc cô từng ấp ủ trong lòng gần sát mình. Đột nhiên cô cảm giác như lạc vào mộng cảnh, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mặt anh, hơi thở ngắt quãng, khẽ cười nhạt nói: tôi đúng là say tới điên rồi. Dương, sao đột nhiên anh lại dịu dàng với tôi như vậy chứ? Gương mặt tuấn tú kia sao có thể dịu dàng như vậy? Từ khi quen anh, Phượng đã bao giờ được anh nhìn ấm áp như vậy đâu. Dương bị cô chất vấn, nhất thời cả người hơi sững sờ, mi tâm khẽ động. Anh cúp mắt, cúi đầu nhìn sâu vào con ngươi mơ hồ của Phượng, nghiêm nghị nói: Phượng, trước đây là anh sai, anh đã đối xử không tốt với em, có thể tha thứ cho anh được không? Lời nói của anh mang đầy tội lỗi cùng thành tâm. Phượng suýt nữa thì đồng ý, nhưng cô ngay lập tức nhớ ra bản thân vài hôm trước đã nói dối anh những gì. Cơ thể cô yếu ớt chống cự, thanh âm mệt mỏi vang lên: Dương tổng, anh buông ra,
Tôi là người sắp có gia đình rồi. Dương sao có thể nghe lời chứ? Cánh tay anh càng siết mạnh eo nhỏ của Phượng. Anh lật người, đem cô đặt xuống bên dưới mình, cả người cao lớn bao phủ lên người cô. Ánh đèn neon chiếu vào gương mặt kinh ngạc của Phượng, khiến cô không khỏi nheo mắt lại. Hơi thở nóng hổi kia đang mạnh mẽ xâm chiếm lấy cô. Phượng mù mờ, không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia, nhưng cô luôn cảm thấy toàn thân mình nóng rực lên dưới thân của anh. Anh như một con sói khát máu đang ở trong bóng tối theo dõi con mồi là cô. Chỉ cần một chút sơ hở, chỉ cần cô xoay người muốn bỏ chạy, cô sẽ bị nuốt sống. Dương cúi đầu, gương mặt dần lộ ra, đôi đồng tử đen láy toát ra một ma lực khiến cho Phượng không nhịn được nhìn anh không chớp mắt. Cô thở dốc, lồng ngực vì thế mà phập phồng lên xuống, gương mặt ửng đỏ. Hình như rượu này có gì đó không ổn. Bộ dáng này của Phượng khiến cho Dương rất hài lòng. Anh cúi đầu, môi mỏng kề sát tai Phượng, giọng nói ấm nóng đầy quyến rũ. Phượng, em có biết bản thân mình bây giờ có bao nhiêu mê người hay không? Tôi thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng lên, gương mặt của Phượng như phát hỏa. Cô không nhịn được rên gì, cánh môi mấp máy mãi mới thành tiếng. Nóng, nóng quá. Dứt lời, Phượng muốn tìm kiếm một thứ gì đó mát lạnh có thể xoa dịu cái nóng như lửa đốt trong lòng. Thân thể cô vặn vẹo, hai má áp vào cánh tay của Dương, cọ tới cọ lui. Dây váy trượt xuống để lộ mảng xuân trước mặt. Dương chớp mắt, toàn thân căng cứng, thân thể mềm mại trước mặt tựa như một chiếc lông cọ vào lòng anh. Anh vuốt ve gò má của Phượng, cô thoải mái dụi má vào lòng bàn tay anh. Lại cảm thấy không đủ, Phượng đưa tay kéo váy xuống, mồ hôi trên trán ướt đẫm, hơi thở khó nhọc. Xin anh, giúp em nóng. Và thế là cô và anh đã xảy ra những điều ngoài ý muốn. Sau khi kết thúc, nhìn người phụ nữ nằm ngủ yên trong lòng mình, Dương cười đầy mị hoặc, anh hôn nhẹ lên môi cô, đắc ý nói. Bà xã ngốc nghếch, em tưởng tôi là người dễ bị lừa sao? Điều tra về Phong đối với Dương chỉ là chuyện nhỏ. Một giám đốc mới nhận chức, tiền sử hoa đào đã lan tới tận thành phố bên cạnh. Ai ai mà không biết Phong là một thiếu gia ăn chơi trác tán. Thay người yêu như thay áo, người như hắn sẽ lấy vợ vào thời điểm này hay sao? Hơn nữa, ở trong căn phòng nào đó, tiếng nhạc đã tắt, xung quanh toàn là chai rượu bia đổ ngổn ngang. Phong liếc quanh căn phòng, không thấy bóng dáng của Phượng đâu, âm thầm thở dài. Phượng, xin lỗi vì đã bán đứng em. Nếu không chuốc thuốc em, chắc chắn em sẽ không ngoan ngoãn ở cạnh Dương Tổng. Vì sự an nguy của Lục Thị, Hàn ca ca ngàn vạn lần xin lỗi em. Phượng cảm thấy bản thân như đang rơi vào một cái hố không đáy, xung quanh tối đen bao quanh lấy cô. Cô muốn thoát ra khỏi đó, quay đầu lại thấy hố đen kia đã biến thành biển nước mênh mông. Phượng nhấn chìm, một trận lạnh lẽo nặng nề đè lên ngực khiến cho cô không nhịn được ho khụ khụ. Tỉnh rồi sao? Một thanh âm trầm ấm mang theo ngữ khí nhàn nhạt vang lên. Phượng giật mình mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, còn có Dương đang nằm ở bên cạnh cô. Anh đang dựa vào gối, trên tay cầm một cuốn sách, điệu bộ vô cùng thư thái. Phượng cảm thấy đầu óc choáng váng, ký ức hỗn loạn như những mảnh ghép bị rơi vãi khắp nơi đang từ từ đi vào quỹ đạo. Đêm qua cô đi dự tiệc sinh nhật của Phong ở bar, vì bị chuốc quá nhiều cho nên say xỉn. Sau đó cô đi vệ sinh, hình như là đi nhầm phòng. Sau đó, lúc đó đầu óc của cô giống như bị yểm bùa vậy, thân thể cũng không nghe theo bản thân. Vì sao vậy? Phải rồi, cô bị hạ xuân dược. Ký ức bắt đầu được sắp xếp gọn gàng. Phượng toàn thân run rẩy, cô nghiêng đầu nhìn Dương. Anh đang nở nụ cười. Phượng cảm thấy nụ cười kia hết sức đều cáng, giống như người thợ săn hài lòng nhìn con vật hắn ta đã săn được mắc bẫy vậy. Anh, chúng ta đêm qua có phải... Dương nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười đong đầy khóe môi. Phượng kinh hãi muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động một chút đã thấy toàn thân đau đớn, cảm giác như chết đi sống lại vậy. Đêm qua cô vậy mà lại quay đêm với Dương sao? Dương nghiêng người, rất tốt bụng đỡ cô ngồi dậy, lấy gối giúp cho cô tựa lưng, dịu dàng vuốt ve gò má của cô, khẽ nói. Ngủ thì cũng ngủ rồi, Phượng, em phải chịu trách nhiệm với tôi đó nha. Phượng ngớ người, nếu không vì bản thân đang bị đau đớn dày vò, cô nhất định sẽ sống chết với người đàn ông kia. Phượng nghiến răng hừ lạnh. Dương Tổng, dùng thủ đoạn đê tiện này với tôi, anh còn mặt mũi nói ra những lời đó.
Dương cười khổ, vẻ mặt hết sức vô tội. Này này, Phượng, em đừng có đổ oan cho tôi có được không? Mắt nào của em nhìn thấy tôi dùng thủ đoạn với em? Đêm qua rõ ràng em van xin tôi cho em là tôi giúp em đó nha. Phượng nhớ lại đêm qua, sự hoan lạc lần đầu tiên trong cuộc đời, cô quả thật không thể nào quên được giây phút đó. Phượng như rơi vào một vũng bùn lầy, nhưng cô lại không muốn thoát ra. Gương mặt nhỏ nhắn của Phượng trong thoáng chốc đỏ bừng lên, cô thẹn quá hóa giận. Anh im đi, đêm qua không phải là anh hạ dược tôi, chả lẽ là Phong đã hạ dược tôi chắc? Dương nhướn vai, lười biếng dựa lưng vào gối, ánh mắt vẫn nhìn cô đầy nhu hòa. Phượng hai mắt trừng lên, giọng điệu run run. Anh thật sự không có hạ dược tôi. Dương cười. Vì sao tôi phải hạ dược em? Tôi là con người nghiêm túc, có muốn đưa em trở về bên tôi cũng không nhất thiết phải giở mấy trò đê tiện đó. Thật ra ý anh là giở trò khác chắc không sao nhỉ? Phượng thở dài. Cũng đúng, thật sự nếu ép buộc cô bằng cách đó, có chết cô cũng sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh. Vậy chẳng lẽ là Phong? Không thể nào. Phượng mím chặt môi, chuyện này nhất định cô sẽ tính sổ với tên đáng ghét kia. Chuyện quan trọng bây giờ có phải mau chóng rời khỏi đây cái đã. Để ý mới phát hiện ra, đây chẳng phải là nhà của Dương hay sao? Căn phòng ngủ quen thuộc đã gắn bó với cô suốt một năm trời. Nhưng mà trước đây cô hầu như không ngủ cùng với Dương, anh đều rất về khuya, sau đó chọn ngủ phòng khách, bỏ lại Phượng cô độc. Cô phải chống chọi một mình, duy trì thứ tình yêu đơn độc một năm. Nghĩ tới đây, đáy lòng của Phượng dâng lên cảm giác chua xót. Biểu cảm này của cô rơi vào mắt của Dương. Anh cũng biết căn phòng này không để lại cho cô chút ký ức vui vẻ nào. Phượng, Phong không phải chồng sắp cưới của em có đúng không? Vì sao em phải nói dối tôi? Phượng nghẹn giọng, nhất thời không biết phải trả lời sao. Dương kéo cô lại gần, để cô nhìn rõ anh hơn. Anh hạ giọng, cúi đầu buồn bã nói. Phượng, 2 năm nay tôi đều nghe lời của em hạn chế uống rượu, cũng đã tập tự nấu ăn ở nhà, nhưng mà tôi vẫn chỉ nhớ thức ăn do chính tay em nấu. Còn có, trí nhớ tôi cũng không tốt, đồ đạc trong phòng nếu không phải do em sắp xếp, tôi sẽ không biết phải tìm ở đâu. Căn nhà này 2 năm nay thiếu bóng của em rồi. Tôi xin lỗi, lúc trước là tôi sai, trở về bên cạnh tôi có được không? Phượng mím môi, những lời kia như một chiếc kim sắc bén cứa rách quả bóng cất giữ mọi uất ức kìm nén bao lâu nay của Phượng. Cô không nhịn được nước mắt, bật khóc nức nở, bàn tay vô lực đánh vào ngực anh. Tên khốn kiếp nhà anh, đủ đáng ghét, đủ độc ác, tại sao anh lại bỏ rơi em hả? Anh đối xử với em như vậy, giờ tưởng xin lỗi là xong hay sao? Còn lâu em mới tha thứ cho anh. Cô càng khóc càng kịch liệt, nước mắt rơi ướt nhòe gương mặt, hai mắt đỏ ửng lên. Dương để mặc cho cô phát tiết. Anh biết trong lòng của Phượng lúc nào cũng quan tâm anh. Lòng anh không khỏi ngọt ngào, nụ cười khóe môi cong lên như trăng lưỡi liềm. Em không tha thứ cho tôi, nhưng chuyện đêm qua em nhất định phải chịu trách nhiệm. Phượng bới tung cả cái thành phố cũng không thấy bóng dáng của Phong đâu. Cái tên khốn kiếp này dám bắn đứng cô, để xem lúc cô tìm thấy anh sẽ xử anh như thế nào. Phong tất nhiên không phải là tên ngốc. Phượng tính khí nóng nảy nhưng cũng dễ nguôi giận. Nếu sau khi xảy ra chuyện anh trốn đi được một vài ngày, chắc chắn Phượng sẽ nguôi giận. Hôm nay tính ra cũng đã 5 ngày Phong mới có dũng cảm lén lút trở về công ty. Cái cảm giác phải giấm dúi trong chính công ty của mình khiến cho Phong vô cùng ngại ngùng. Anh thật sự rất sợ Phượng. Cô gái nhỏ này mà biết anh âm thầm bỏ xuân dược vào rượu thì chắc sẽ băm anh ra thành 100 mảnh mất. Nhưng điều mà Phong không ngờ tới là Phượng vẫn chưa nguôi giận. Cô còn tìm tới tận phòng làm việc của anh để làm loạn nữa. Nhìn khí thế bừng bừng của cô khi bước vào phòng, Phong toàn thân run rẩy, vội vã đóng hết rèm cửa, đuổi thư ký ra ngoài, nói là giải quyết chuyện gia đình. Tổ tông của anh ơi, em làm vậy hỏng hết thanh danh cả đời của Phong anh rồi. Có gì thì có thể về nhà từ từ nói có được không? Phượng hừ lạnh, trừng mắt nhìn Phong đang toát mồ hôi hột chịu trận. Anh còn mặt mũi mà nhắc tới thanh danh của anh sao? Nói mau, ai cho anh cái lá gan làm chuyện này hả? Phong vuốt mặt lau mồ hôi lạnh, khổ sở nói. Chuyện này em cũng không thể trách anh được. Lục Thị phát triển đang được như ngày hôm nay đều nhờ có Diệp Thị nâng đỡ. Anh nào dám gây sự với cái tên Dương đó chứ? Hơn nữa... Phong mếu máo. Hơn nữa, cái tên họ Dương đó đã uy hiếp anh khai ra quan hệ của em với anh. Nếu không thì sẽ đem quá khứ đào hoa của anh ra để rêu rao khắp nơi.
Phượng nghiến răng, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khiến cô đau đầu. Còn chuyện Hạ Dược, anh nói đi, tại sao phải Hạ Dược em hả? Anh dám đem cô em gái này để dâng lên miệng hổ hay sao? Phong cười khổ sở, âm thầm dọn hết mấy bảo vật quý xuống ngăn bàn, chỉ sợ cô này tức thì sẽ đem ra những thứ của anh mà đập vỡ mất. Nếu vậy thì anh sẽ đau lòng lắm. À thì còn không phải tính do tính cách của em bướng bỉnh hay sao? Nếu không làm vậy, anh làm sao có thể giao em nguyên vẹn cho bàn tay của Dương được chứ? Nguyên vẹn? Phượng nghiến răng nghiến lợi, đem cô nguyên vẹn giao cho Dương. Giờ thì nhìn cô còn có nguyên vẹn được nữa hay không? Phong nhìn thấy Phượng có vẻ dịu đi đôi chút, anh liền to gan cười khúc khích, gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ danh mãnh tò mò hỏi. Sao rồi, đêm đó có phải rất vui không? Tên họ Dương đó, nhìn vậy mà chắc khỏe lắm nhỉ? Phượng. Câu hỏi vô liêm sỉ khiến cho vành tai của Phượng đỏ bừng. Cô ném túi sách về phía Phong, hét lớn. Cái tên khốn nhà anh dám hỏi, em nhất định sẽ đánh chết anh. Phong sợ hãi tránh được cái túi sách, lại thấy Phượng vơ lấy tài liệu đồ dùng ném tới tấp về phía mình, miệng hô to. Trời ơi, anh bị ép buộc mà Phượng, hãy xin tha thứ cho anh. Ở một biệt thự nào đó, có người vừa nấu ăn vừa cười tủm tỉm. Dương thuần thục nấu bữa tối bày lên bàn, mắt liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ Phượng đến rồi. Anh phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa để bà xã của anh mê mẩn thôi. Phượng đến một tâm thế bất khả kháng. Dương nói, nếu cô không tới, anh sẽ kiện cô tội ngủ với anh mà chối bỏ trách nhiệm. Nhìn người kia ăn mặc chỉnh tề, vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng nhìn mình, thoáng chốc chống ngực của Phượng đập thình thịch. Tới rồi sao? Mau ngồi xuống đi. Dương kéo tay của Phượng để cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nét mặt hơi ngượng ngùng nói. Đây đều là những món ăn mà anh học được 2 năm nay. Thật sự xin lỗi vì không biết em thích món gì. Phượng sao lại không nhận ra thành ý của anh chứ? Nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn, lại nhìn gương mặt ủy khuất kia, cuối cùng Phượng cũng không nỡ ghét bỏ. Đây đều là anh nấu sao? Dương gật nhẹ đầu, giúp cô lấy đũa. Anh gắp cho cô một miếng cá sốt, còn dịu dàng gỡ xương cho cô. Em nếm thử đi. Phượng cũng nghe lời, đưa miếng cá lên miệng. Cá mềm, rất thơm, nước sốt cũng vừa miệng, còn nấu ngon hơn cả cô nữa. Liếc thấy băng dán cá nhân dán chẳng chịt trên tay anh, Phượng hơi đau lòng. Anh bị thương rồi? Dương cười, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Phải rồi, vì thiếu em cho nên anh có làm được gì đâu. Lần nào nấu ăn cũng đều như thế này cả. Anh nói xong còn đau đớn thổi vào vết thương. Phượng thật sự không thể biết được 2 năm qua không có cô, anh đã phải vất vả như thế. Nghĩ tới đây, Phượng kéo cánh tay anh lại, muốn xem vết thương. Để tôi xem. Ấy ấy, khoan đã. Chưa kịp đợi Dương rụt tay, Phượng đã kéo cái băng dán kia ra. Ngay sau đó cô sầm mặt, vì dưới lớp băng cá nhân kia, tay của Dương vẫn nguyên vẹn, không thấy dấu hiệu của vết thương nào. Dương bĩu môi nói, cười hì hì. Bị em phát hiện rồi. Đúng là cái tên vô liêm sỉ kia. Phượng đang chuẩn bị về thì ngoài trời đột nhiên mưa lớn, thậm chí cứ chốc chốc lại kèn sấm chớp. Dương đi từ trong bếp ra, nhìn trời mưa lớn mà lòng anh vui như mở hội, vội đưa ra ý kiến. Mưa to quá, hay là đêm nay... Không sao, tôi đã gọi bạn tôi tới đón. Nói xong, cô cầm điện thoại gọi cho Phong. Không ngờ gọi tới lần thứ 3 cũng đều bị Phong tắt máy. Phượng đang định gọi tiếp thì nhận được tin nhắn của Phong. Vừa đọc xong, nét mặt của Phượng đã tối sầm lại. Phượng, anh đang ở cùng với mấy cô nàng, thật sự không tiện nghe máy, có gì để mai nói chuyện, xin lỗi em nha. Dương đi tới, nhìn nét mặt khó xử của Phượng, ngược lại tâm tình không khỏi nở hoa. Nếu đã không tới được, chỉ bằng ở lại một đêm đi. Phượng nhìn anh đầy đề phòng. Thật ra ở lại thì cũng không sao, nhưng cái con người kia toàn thủ đoạn đen tối, sao cô biết được ngủ đêm với anh ta thì có đem cô ăn sạch hay không đây. Nhìn ánh mắt cô nhìn mình như là một tên háo sắc, Dương giờ khóc giờ cười. Em đừng nhìn tôi như thể tôi là Phượng Sắc Lang có được không? Phượng nhướng mày, ý muốn nói chẳng lẽ không phải sao. Dương đưa tay ra thề. Tôi thề đêm nay sẽ không làm gì em, nếu không tôi là con cún luôn. Nói xong anh cười hì hì nhìn Phượng.
Phượng nhất thời bị cái vẻ ngoài đẹp trai này của anh làm cho ngây ngẩn. Cô không nghĩ là người đàn ông này cũng có lúc dịu dàng cười với cô như vậy. Phượng thấy anh thề thốt thì cũng hơi yên tâm đôi chút, nhưng mà để chắc chắn hơn, Phượng đề nghị ngủ ngoài sofa phòng khách. Dương hơi thất vọng nhưng cũng nghẹn ngào gật đầu. Phượng không đem theo quần áo nên đành mượn tạm sơ mi và quần cọc của Dương. Lúc cô tắm xong bước ra ngoài, Dương đang nằm trên giường. Người phụ nữ trước mặt khoác áo sơ mi trắng của anh, quần cọc rộng thùng thình nhưng cũng không thể che đi nét quyến rũ, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Mái tóc đen nhánh đã được Phượng thả ra sau khi gội. Cô vừa lau tóc vừa mím môi nhìn anh hơi đỏ mặt. Anh có bàn chải đánh răng mới không? Dương gật đầu, mở ngăn kéo lấy ra một đống bàn chải dùng một lần đưa cho cô. Phượng cầm lấy không khỏi đau lòng. Dương cười cười, là do thường xuyên anh phải đi công tác cho nên không thể thiếu chúng ấy mà. Phượng nhìn anh khẽ thở dài, cầm bàn chải đi vào nhà tắm. Đêm đó mưa lớn không ngớt, tiếng gió thổi rít qua những khe cửa tạo nên những âm thanh như ai đó đang kéo cửa ra vậy. Phượng giúp mình trong chăn nhắm mắt nhưng không thể ngủ nổi. Những âm thanh đáng sợ kia cứ truyền đến tai của Phượng, khiến cho cô không khỏi liên tưởng tới mấy cảnh trong phim kinh dị mà cô từng xem. Dương đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên góc chăn bị ai đó kéo ra. Anh mở mắt giật mình, nhìn thấy Phượng ôm gối đứng ở đầu giường, mếu máo nhìn anh. Tôi sợ sấm. Dương suýt nữa thì cười thành tiếng, nhìn bộ dáng như đứa nhỏ bị ấm ức của cô. Anh mở chăn vỗ vỗ xuống bên cạnh. Vậy ngủ cùng đi. Phượng chỉ chờ có thế liền nhảy lên giường, chui vào trong chăn cười với anh. Nghĩ gì đó, cô lại đưa tay ra làm chữ X trước ngực tuyên bố. Nhớ lời thề của anh đấy nhé. Dương dở khóc dở cười nằm xuống. Phượng hai mí mắt đã đánh nhau kịch liệt rồi, làm gì còn sức đâu mà nghĩ xem người đàn ông kia đang làm gì. Cô nhắm mắt một lúc đã rơi vào giấc ngủ. Dường như ngủ rất say rồi, Phượng lại lạc vào một khu rừng toàn cây lạc cây. Phía sau có một chú dê con trắng muốt chạy theo cô. Phượng cho nó đi theo mình tới một gốc cây ngồi hóng gió. Chú dê kia vui mừng nhảy lên. Phượng thấy lạ sao? Sao con dê này lại bé xíu mà đè lên người cô lại nặng vậy nhỉ? Phượng hít thở khó khăn, đẩy đẩy con dê kia, miệng lào bào. Dê à, em nặng quá, xuống đi, chị không thở được. Con dê kia không những không xuống mà còn liếm lên cổ của cô, khiến cho cả người cô nóng bừng. Hai mắt mệt mỏi hé mở, phát hiện người nào đó đang nằm trên người mình, cánh tay còn không an phận. Phượng há hốc mồm kêu lên. Dương, anh nói lời không giữ lời. Dương sớm đã lột sạch hết đồ trên người. Anh vuốt ve bờ vai trần của Phượng, cúi sát người cô, khẽ nói. Tại em quyến rũ quá, tôi làm cuốn cũng được. Cả đêm bị giày vò tới mức toàn thân đau nhức. Phượng lập lời thề, kể từ giây phút này trở đi, cô mà còn tin lời của Dương, cái tên lừa gạt đó nữa, thì cô ăn mì bằng mũi luôn. Sáng sớm mở mắt đã không thấy bóng dáng người trong lòng. Dương có chút hụt hẫng, nhưng ngay lập tức môi mỏng đã câu lên nụ cười hình bán nguyệt, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ đêm qua của Phượng. Nghĩ tới bộ dạng khóc lóc nỉ non van xin tha của cô, anh lại không nhịn được muốn gặm nhấm cô, muốn đem cô hòa vào cơ thể của mình. Mấy ngày liên tiếp, Dương đều gọi điện nhắn tin cho Phượng, muốn cô tới biệt thự thăm anh. Phượng đều từ chối, không thể mềm lòng được, nếu hạ thấp cảnh giác, người bị hại nhất định sẽ là cô. Cảnh tượng hoan lạc đêm hôm ấy lại khiến cho mặt mũi của Phượng đỏ tía tai. Ngoài lần bị Phong chuốc xuân dược rồi vô tình rơi vào bẫy của Dương, thì đêm ở nhà anh là lần đầu tiên Phượng còn tỉnh táo. Tỉnh táo rồi nhưng vẫn không thể ngăn bản thân chìm đắm vào trong cảm giác sung sướng. Phượng cảm thấy đỉnh đầu đã tê dần, hai má đỏ ửng lên. Đồng nghiệp bên cạnh tưởng cô bị ốm rồi còn lo lắng hỏi han. Phượng, cô bị ốm à? Sao mặt lại đỏ thế kia? Phượng xấu hổ, lắc đầu cười ngượng ngùng, cúi đầu vào đống tài liệu trước mặt, muốn quên đi những cảnh không đứng đắn trong đầu. Thoáng cái đã trôi qua 4 ngày. 4 ngày rồi Dương không liên lạc với Phượng nữa. Cô cảm thấy chắc anh đã tìm thấy thú vui nào đó rồi bỏ cô lại quá khứ cũng nên. Nói cái gì mà anh biết lỗi rồi, anh sai rồi, trở lại bên anh có được không? Rõ ràng là lừa bịp, tên đại lừa bịp.
Phong hôm nay rảnh rỗi không có làm gì, chạy tới nhà của Phượng kể chuyện phiếm. Nhìn Phượng ngồi xem tivi, ăn snack, không quan tâm tới anh, Phong không khỏi ỉu xìu, gương mặt đẹp trai ra vẻ ủy khuất. Này, Kim tiểu thư, em có biết anh đã từ chối rất nhiều lời mời đi chơi của các mỹ nữ chân dài để tới đây bầu bạn với em hay không hả? Sao em lại lạnh nhạt với một người đẹp trai tuấn tú như thế này cơ chứ? Phượng ném cho anh cái nhìn bình thường. Em còn chưa thèm tính sổ chuyện anh đã hạ dược em đâu đấy. Đừng ngồi đó mà ba hoa chích chè. Phong hết sức oan ức, anh nhảy lên sofa giành gói snack từ tay của Phượng, nhai tóp tép, ủy khuất nói. Nếu là người đàn ông khác, anh sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Nhưng mà anh ta lại là tổng giám đốc Diệp Thị đó. Người đàn ông quyền lực như vậy, một giám đốc nhỏ như anh sao có thể lấy trứng chọi đá chứ? Phượng lười tranh cãi với anh, cướp lại gói snack, tiếp tục chăm chú xem phim. Phong chề môi, như nhớ ra chuyện gì đó, vội vã nói. Nói tới Dương, anh nghe mấy nhân viên nữ công ty nói mấy hôm nay anh ta không đi làm, hình như ốm rất nặng, đang nằm liệt ở nhà thì phải. Cái tai nhỏ của Phượng vểnh lên, cô quay đầu nghi hoặc nhíu mày. Sao nhân viên nữ công ty anh lại có thông tin này? Phong thở dài. Còn không phải do tên đó đào hoa hay sao? Công ty anh tới hơn nửa nhân viên nữ đều ôm mộng lưỡng tình tương duyệt nắm tay tới cuối đời với cái tên mặt lạnh đó đấy. Phượng gật gù, cũng đúng thôi. Ngày trước cô cũng bị vẻ đẹp và khí chất đó mê hoặc đến điên đảo đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Đâu có giành được một góc nhỏ trong lòng anh. Đàn ông ấy à? Phụ nữ càng bám họ thì họ càng coi thường, cứ hờ hững lạnh lùng lại mới là một ẩn số khiến cho họ muốn tìm hiểu khám phá. Phong hùng hổ. Đó không phải là trọng điểm, vấn đề là tên mặt lạnh đó không biết giở trứng gì, nhất định không chịu tới bệnh viện. Mấy đồng nghiệp nữ công ty anh kể, họ mang đồ ăn tới tận nhà và cả thuốc uống nữa. Thế nhưng mà hắn lạnh lùng gọi cảnh sát tới đuổi hết bọn họ vào đồn vì tội xâm phạm trái phép. Ôi, thật là đáng thương. Phượng phì cười gật đầu tán thành. Phải rồi, với tính cách cục cằn kiêu ngạo đó thì quả thực có thể xảy ra trường hợp đó lắm. Nhưng mà anh ấy ốm nặng lắm sao? Phượng nghiêng người khẽ dò hỏi. Phong chắc chắn gật đầu. Ừ, nghe nói là đau dạ dày. Phượng không nói gì nữa, quay người nhìn chăm chú vào tivi. Phong liếc nhìn biểu cảm của cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cô nàng này rõ ràng là kiểu người dễ mềm lòng, giờ chỉ cần thêm một chút lừa dối kích động trái tim thánh nữ kia thôi là kiểu gì cũng có tác dụng. Đã hai ngày rồi tên đó không ra khỏi nhà, cũng không cho ai tới thăm hỏi. Ốm đau như vậy mà ba mẹ lại định cư ở nước ngoài, thật là đáng thương. Giờ hắn ta không chết vì bệnh, có lẽ cũng chết vì đói mất. Có trời mới biết. Phong chỉ muốn dùng Phượng để lấy lòng Dương một chút mà thôi. Chỉ một chút thôi mà. Anh biết Phượng trong lòng tên họ Dương kia rất có chỗ đứng nha. Phượng mím môi nghĩ một hồi, quay ngoắt lại trừng mắt với Phong. Phong, anh chơi đủ rồi đấy. Về nhà với mỹ nữ của anh đi, em phải đi ngủ rồi. Phong bị đẩy ra khỏi cửa. Trước khi đi vẫn không quên nói thêm mấy câu. Hắn ta thật sự ốm rất nặng đó, Phượng. Phượng không quan tâm anh, đóng cửa cái rầm. Phượng thở dài, đứng yên lặng một lúc, cuối cùng cười bất lực. Ai, chắc là phải nấu một nồi cháo thôi. Đứng trước cửa lớn của biệt thự, Phượng hít một hơi, điều hòa lại cảm xúc, trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, nhất định không được để cho Dương lừa thêm một lần nào nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, không có ai trả lời. Phượng mím môi nghĩ thầm, có khi nào Dương nghĩ cô là một trong những cô gái thích thầm tới anh tới đây mang đồ ăn cho anh không nhỉ? Một cảnh sát khu vực đi qua thấy Phượng đứng ở ngoài nét mặt suy tư, anh ta thở dài nói. Cô gái à, vô ích thôi. Mấy hôm nay tôi đi qua đây đều thấy rất nhiều cô gái như cô tới đưa đồ cho người đàn ông trong nhà, nhưng anh ta đều gọi điện bảo tôi đuổi đi hết. Phượng cắn cắn môi, cúi đầu nhìn hộp cháo trong tay, không đành lòng liền đưa nó cho anh cảnh sát, mỉm cười nói. Vậy anh có thể giúp tôi chuyển hộp cháo này cho anh ấy không? Anh cảnh sát lắc đầu, vội vàng từ chối. Thôi thôi, cô tha cho tôi đi. Tôi chỉ là cảnh sát khu vực, chứ đâu phải là người giao hàng. Thêm nữa, anh ta có nhận đồ của ai đâu. Cô vẫn nên mang về thì hơn. Phượng đang định nhờ vả thêm thì cánh cửa phía sau mở ra. Bóng dáng cao lớn của Dương hiện lên sau cánh cửa.
Nét mặt anh hơi tái, dáng vẻ cũng khác thường ngày, nhưng trên mặt không giấu được sự vui vẻ. Anh cảnh sát kia gật gù tán thưởng trong lòng. Quả nhiên là cực phẩm, bảo sao hai ngày nay có nhiều phụ nữ tới thăm anh ta đến như vậy. Vào nhà đi. Dương khẽ ho khan, vứt lại mấy chữ rồi quay người đi vào nhà. Phượng cúi đầu chào anh cảnh sát rồi đi vào trong. Anh cảnh sát trầm trồ, thì ra từ chối nhiều người để được gặp người trong lòng đây. Tên kia cũng được đấy, nếu mỹ nữ kia mà không tới, xem chừng cậu ta cũng thả chết đói còn hơn. Phượng thấy anh đi vào giường ngủ, vội vã ngăn cản, nét mặt có chút ngượng ngùng. Này này, có thể ngồi ngoài phòng khách thôi được không? Dương ho khụ khụ, nhưng vẻ mặt lại hết sức buồn cười nhìn cô, giờ khóc giờ cười nói. Tôi ốm như thế này rồi, em còn ép tôi ngồi ngoài đó ư? Phượng, xem có thể đối xử với người bệnh như vậy. Phượng khẽ chột dạ, lại nhìn vẻ mặt tiêu tụy trắng bệch của Dương. Thôi được rồi, nhìn thế kia, chắc không phải ốm để lừa cô đâu nhỉ. Phượng đành chiều theo ý của anh, cầm cháo đi vào phòng ngủ. Dương đã nằm lên giường, nhàn nhã nhìn cô. Phượng ngồi xuống đối diện anh, mở hộp cháo ra, lấy thìa rồi đưa cho anh, nhỏ giọng nói. Anh mau ăn đi, cháo sắp nguội rồi. Dương lại ho, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi không có sức lực làm gì cả, em bón cho tôi đi. Phượng trừng mắt lên nhìn về anh, lại nhận được ánh mắt đầy mong chờ. Cô thật sự không còn gì để nói, múc cháo đưa lên khóe miệng anh. Dương há miệng ăn, mếu máo. Phượng, cháo nóng quá. Sau đó lại trưng ra bộ dáng đáng thương nhìn cô. Phượng bất lực, đành thổi cháo cho anh. Cái con người này đúng là chỉ biết đòi hỏi quá đáng. Sao ốm như vậy mà anh không đi bệnh viện? Ở nhà nằm thế này, nhỡ đâu ốm nặng không ai biết thì làm sao đây? Anh lớn rồi, phải biết chăm sóc và chăm lo sức khỏe cho mình chứ. Phượng bực bội bón cháo cho anh, không nhịn được khó chịu nói. Em lo cho tôi vậy sao? Đáp lại cô là câu nói đầy vui vẻ của Dương. Anh cười khổ. Tôi biết bản thân mình ra sao mà. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị như thế này. Phượng thật sự muốn đánh cho anh mấy cái, nhưng mà cô càng muốn đánh mình càng nhiều hơn. Sau đã 2 năm rồi, cô vẫn không thể ngừng nhớ nhung người đàn ông này. Giờ chỉ cần anh ấy ốm một chút thôi, cô liền không nhịn được đau lòng. Ăn hết cháo, Phượng dọn dẹp muốn ra về. Dương cũng không ngăn cản cô, anh chỉ nằm trên giường không đành lòng nhìn cô. Em không thể ở lại thêm một chút sao? Mấy ngày nay không được gặp em rồi, anh nhớ em lắm. Phượng không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Mặt cô hơi đỏ lên, đang muốn từ chối lại nghe anh ho một tràng dài, vẻ mặt rất khổ sở. Phượng thở dài. Thôi được rồi, ở lại một chút chắc không sao đâu nhỉ. Phượng để túi sách lên ghế, quay người muốn đi vào gọt ít hoa quả giúp cho anh bổ sung vitamin. Dương kéo tay cô, hơi ngại ngùng nói. Có thể dìu tôi đi tắm được không? Chân của tôi không còn sức nữa rồi. Phượng há hốc mồm. Anh không phải khi nãy vẫn ra mở cửa cho tôi được đó sao? Dương phụng phịu kéo tay cô đưa lên trán, thành thật nói. Em thấy đó, tôi đã sốt tới không nhìn thấy gì nữa rồi. Em không thể dìu tôi một chút sao? Nhiệt độ nóng rực truyền vào lòng bàn tay của Phượng khiến cho cô nhíu mày. Anh ốm như vậy, đừng có tắm, sẽ ốm thêm đó. Dương cười. Không sao, dù gì cả ngày hôm qua cũng chưa tắm rồi, tắm nước nóng sẽ không sao đâu. Phượng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đưa anh vào nhà tắm, kiểm tra nhiệt độ nước xong xuôi mới quay ra nhà bếp. Phượng nghĩ, anh đã ốm nặng như vậy, chắc không phải là lừa cô đâu, ốm vậy cũng không thể làm gì được cô đâu nhỉ. Uỳnh, một tiếng động lớn từ nhà tắm vang lên. Phượng sợ hãi, vội bỏ lại đồ chạy vào trong. Anh sao vậy, có ổn không? Phượng gõ cửa, lo lắng hỏi. Không, không sao đâu, chỉ là chóng mặt quá, không đứng dậy nổi. Phượng cắn môi. Làm sao đây, sự việc cấp bách, không nghĩ nhiều nữa. Nói xong cô mở cửa đi vào, hai mắt nhắm nghiền, lần mò trong hơi nước, miệng hô to. Tôi giúp anh ra ngoài. Nếu thấy tay tôi thì nắm lấy nhé, tôi đỡ anh đứng dậy. Dương thấy cô nhắm tịt mắt mò mẫm khắp nơi, anh dở khóc dở cười. Phượng, thân thể tôi em cũng nhìn rồi, sao phải ngượng ngùng như vậy?
Phượng không rảnh đôi co với anh, men theo tiếng nói của anh tìm tới bồn tắm, đưa tay ra vội vã kêu lên: Dương, anh đâu rồi, mau đưa tay đây. Dường như Phượng cô có thù oán gì đó với ông trời, cho nên số phận luôn trêu ngươi như vậy. Sàn nhà phía gần bồn tắm hơi trơn, hôm nay Phượng lại không đeo dép, vừa dẫm phải bọt xà phòng chưa trôi hết liền trượt chân một cái. Một tiếng động lớn vang lên, cả người Phượng ngã vào bồn nước, mà trong đó còn có cả Dương. Hình như anh vẫn ngồi đó, hình như Phượng đã đụng phải người của anh. Phượng không dám mở mắt, lại nghe tiếng nói trên đỉnh đầu vang lên: Phượng ơi, là em cố tình vào đây đó nhé, đừng có trách tôi không để mặt em. Phượng ngồi bật dậy, cả người ướt nhẹp từ trên xuống, nước thấm vào quần áo khiến những đường cong cơ thể lộ ra. Dương hừ lạnh, đưa tay kéo Phượng một cái. Phượng chưa kịp phản ứng đã lại bị anh kéo ngã vào trong lòng. Nhìn người đàn ông với nét mặt thâm trầm nhìn cô, còn có da thịt ấm nóng chạm vào người cô. Anh mau buông tôi ra. Phượng đỏ mặt tía tai, mắt không dám nhìn linh tinh mà nhìn thẳng vào Dương, trừng mắt lên với anh. Dương vẫn nắm chặt cổ tay của Phượng, anh hài lòng chiêm ngưỡng cảnh xuân kiều diễm trước mắt, nhẹ mỉm cười cất giọng: Phượng, người em ướt hết rồi, nên tắm thôi. Phượng trợn mắt há mồm, nhất thời ngây ra, cái đầu nhỏ nhìn theo hướng mắt của Dương ngồi dưới mình, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Vô liêm sỉ. Dương không hề khó chịu với mấy biệt danh mà Phượng gọi cho anh, ngược lại khóe môi anh càng thêm cong lên nét cười mị hoặc, gật đầu tán thưởng: Nói đúng lắm Phượng, em đã gọi tôi chiều mến như vậy, nếu tôi không làm gì em, vậy thì lại là hữu danh vô thực mất. Phượng cảm thấy người đàn ông này đúng là da mặt được làm từ bê tông mất. Cô mắng anh lại coi đó là lời khen. Còn nữa, cái gì mà nếu không làm gì cô thì sao cơ? Khoan đã. Phượng chưa kịp suy nghĩ câu nói vừa rồi của Dương, cả người đã bị anh lật ngược lại nằm bên dưới. Bọt xà phòng bay khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại vô cùng gợi cảm. Bàn tay to lớn của anh trượt dài trên cơ thể của cô. Phượng đi thăm bệnh, cuối cùng lại sốt ly bì nằm trên giường của Dương. Cô nằm ngủ mê mệt, trời đất quay cuồng, mãi tới tối thì mí mắt mới khẽ động. Phượng thở hổn hển, cảm giác như cả thế giới chao đảo trước mặt mình. Cô liếc mắt thấy mình đang nằm trong phòng của Dương thì giật mình nhớ lại cảnh tượng lúc sáng ở trong nhà tắm. Tên vô lại Dương đó dám lây bệnh cảm sang cho cô. Thể lực của Phượng vốn dĩ không tốt, chỉ cần tiếp xúc qua đã có thể lây bệnh, thậm chí còn cảm nặng hơn anh. Điều này khiến cho Phượng hết sức ấm ức. Tỉnh rồi sao? Dương từ ngoài đi vào, trên tay còn bê một khay cháo và ruốc. Anh đi tới giúp cô ngồi dậy, kéo cô vào lòng để cô dựa đầu vào ngực của mình. Phượng muốn đẩy anh ra mà toàn thân vô lực, nên đành phó mặc cho anh chăm sóc. Dù sao thì cũng là lỗi của anh. Bực thật, người đi thăm giờ lại là bệnh nhân chăm sóc. Dương múc cháo, thổi thổi rồi đưa tới khóe miệng của Phượng. Cô cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, sau đó cười khổ nói: Cháo anh nấu khó ăn thật đấy. Dương ngượng ngùng: Xin lỗi em, bình thường ốm thì tôi không nấu cháo, chỉ toàn gọi đồ bên ngoài cho nên không biết nấu. Thì ra là lần đầu tiên nấu cháo cho người khác. Một cảm giác vừa động lòng vừa xót xa dâng tràn trong lòng cô. Phượng hơi cựa mình, cúi đầu vào ngực anh mỉm cười: Không sao, bón tiếp đi, tôi đói. Dương tiếp tục bón cho cô ăn, sau đó đút thuốc cho cô. Phượng mệt mỏi, ăn xong lại nằm xuống, hai má vẫn đỏ hây hây. Dương cảm thấy rất có lỗi, anh đi tới cạnh giường lo lắng hỏi: Em có mệt lắm không? Có muốn ăn gì không? Tôi gọi đồ ăn cho em nhé. Phượng lắc lắc đầu, anh lại nói: Xin lỗi em, vì tôi mà em lây cảm. Sau khi khỏi bệnh, tôi hứa nếu em không cho phép thì tôi sẽ không đụng vào em nữa. Phượng ngạc nhiên có chút nghi ngờ: Thật không đấy? Dương nhìn cô, nét mặt phức tạp. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó trả lời: Nửa thật nửa đùa. Phượng chỉ muốn liều mạng với anh. Nói vậy thôi, nhưng trong lòng Phượng cũng đã thầm tha thứ cho anh. Cô biết thực ra anh cũng vẫn còn yêu cô, và anh cũng đã hối hận về những gì mình đã từng làm với cô. Cô chỉ là muốn thử anh một chút mà thôi. Sáng hôm sau Phượng tỉnh dậy, vô cùng ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một bát cháo nóng hổi và rất nhiều đồ ăn. Khi cô còn chưa hết ngạc nhiên thì Dương đi vào. Anh tiến lại về phía giường, ân cần nói: Phượng, em có đỡ hơn không? Anh đút cháo cho em ăn nhé. Phượng không nói một lời nào, kéo tay anh lại và nói: Dương, em tha thứ cho anh, nhưng nếu như anh chỉ cần một lần nữa thôi đối xử với em như trước đây, em lập tức sẽ rời khỏi anh. Dương vui mừng sung sướng ôm chầm lấy cô và thốt lên: Phượng, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi nữa. Một tháng sau, trong một căn phòng tại khoa sản của bệnh viện, một bé trai kháu khỉnh đang cất tiếng khóc oe oe chào đời. Đó chính là con của Phượng và Dương. Khi tận mắt chứng kiến Phượng vất vả sinh ra đứa con của chính mình, anh đã xúc động đến rơi nước mắt. Anh ôm đứa trẻ vào lòng rồi đến bên cạnh cô thì thầm: Phượng, em nhìn xem con của chúng ta này, em thấy nó có đẹp trai giống anh không? Phượng mặc dù vẫn còn rất mệt do mới sinh nhưng cũng phải bật cười. Xen lẫn đó là sự xúc động đến rơi nước mắt. Dương lấy khăn lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô. Thôi nào, ngoan, là mẹ trẻ con rồi, ai lại khóc thế chứ? Anh ôm cô và con trai vào lòng nói: Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, nhất định sẽ thật hạnh phúc em nhé. Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô. Phượng khẽ mỉm cười gật đầu nói: Dương, em yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi quý vị và các bạn đã cùng với Phương Linh thưởng thức xong một bộ truyện tâm lý vô cùng hấp dẫn. Cuối cùng, Phượng và Dương cũng đã quay trở về bên nhau để vun đắp một gia đình hạnh phúc. Quả thật, đôi khi con người ta có những thứ khi mình đang có lại không biết trân trọng, thậm chí muốn vứt bỏ. Đến khi những thứ đó rời xa mình thì mới thấy được giá trị đích thực của nó. Thật may, Dương cũng đã sớm nhận ra được điều đó. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào sau khi nghe xong bộ truyện này? Xin hãy để lại qua phần bình luận bên dưới để Phương Linh được biết nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chúc quý vị và các bạn luôn có sức khỏe và luôn vui vẻ trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo của Phương Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.